Chương 4. Không có chỗ dựa. Bài pháp thuyết cho chư tăng, các sa di và cư sĩ của Wat Pa Nanachat khi họ đến viếng Wat Pa Bông trong mùa an cư năm 1980. Chúng ta nghe một số giáo lý nào đó và thật sự không thể hiểu chúng. Chúng ta nghĩ rằng chắc chúng không phải là như vậy đâu, cho nên chúng ta không thực hành theo. Nhưng thật ra tất cả các lời dạy đều có một lý do. Có thể chúng có vẻ như không phải vậy, nhưng thật ra chúng là như vậy. Buổi đầu tôi còn thậm chí không tin vào việc ngồi thiền. Tôi không thấy lợi lạc gì khi ngồi với đôi mắt nhắm và thiền hành. Cứ đi từ cái cây này sang cái cây khác, xoay người lại và lại tiếp tục đi. Tôi nghĩ tại sao lại phải bận tâm với ba cái chuyện như thế này chứ? Lợi ích của việc đi tới, đi lui, đó là gì? Tôi nghĩ như vậy, nhưng thật ra thiền hành và thiền tọa đều có sự lợi lạc rất lớn. Khuynh hướng của một số người khiến cho họ thích thiền hành hơn. Những người khác thì ngược lại, thích thiền tọa hơn. Nhưng các ông không thể thực hành nếu thiếu một trong hai tư thế. Trong kinh điển đề cập đến bốn tư thế, đứng, đi, ngồi và nằm. Chúng ta sống với cả bốn tư thế này. Chúng ta có thể thích một tư thế nào đó hơn những tư thế còn lại, nhưng chúng ta phải sử dụng tất cả bốn. Trong kinh nói rằng phải làm cho bốn tư thế này cân bằng với nhau, phải thực hành sao cho có sự cân bằng giữa mọi tư thế. Ban đầu tôi không hiểu điều này nghĩa là gì. Làm cho cân bằng là làm sao? Có lẽ điều này có nghĩa là chúng ta ngủ trong 2 giờ, sau đó đứng trong 2 giờ, và sau đó nữa thiền hành trong 2 giờ. Có lẽ nó là vậy chắc. Tôi đã thử thực hành như vậy, nhưng không thể làm được. Đó là điều không thể. Lời dạy này không có nghĩa là làm cho các tư thế cân bằng với nhau. Làm cho các tư thế cân bằng ám chỉ đến tâm, đến sự tỉnh giác của chúng ta. Đó là làm cho tâm phát sinh trí tuệ, làm cho tâm trong sáng. Cái trí tuệ này của chúng ta phải có mặt ở mọi tư thế. Chúng ta phải biết hoặc phải hiểu một cách liên tục, không gián đoạn. Trong khi đứng, đi, ngồi hay nằm, chúng ta đều biết tất cả các trạng thái tâm là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Làm cho các tư thế cân bằng với nhau theo cách này thì có thể làm được. Điều này là có thể. Cho dẫu có sự thích hay không thích hiện diện trong tâm, chúng ta vẫn không quên sự thực hành của mình. Chúng ta giữ sự tỉnh giác. Người dịch chú thích: có một số hành giả khi thực hành thường ưu tiên cho một tư thế nào đó. Chẳng hạn như họ thấy tọa thiền, ngồi thiền là quan trọng hơn thiền hành, đi thiền, và dành hầu như toàn bộ thời gian cho việc ngồi. Làm cho các tư thế cân bằng có nghĩa là trong việc thực hành, chúng ta phải xem các tư thế là quan trọng như nhau, không có sự ưa thích hơn, ưu tiên hơn cho bất kỳ một tư thế nào. Trong bất kỳ tư thế nào, chúng ta cũng luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để ghi nhận mọi đối tượng sinh khởi qua 6 cửa giác quan một cách liên tục với một cái tâm quân bình, xả. Nếu chúng ta tập trung sự chú ý vào tâm một cách liên tục thì chúng ta sẽ nắm được mấu chốt của việc thực hành. Cho dù chúng ta kinh nghiệm các trạng thái tâm mà theo quan điểm thế gian cho là tốt hoặc xấu, chúng ta vẫn không quên chính mình. Chúng ta không bị lạc lối trong cái tốt hay xấu này. Chúng ta cứ việc đi thẳng tới, ghi nhận các tư thế một cách liên tục theo cách này thì có thể làm được. Nếu chúng ta duy trì sự thực hành một cách liên tục, không gián đoạn, và khi chúng ta được khen, thì chúng ta đơn giản chỉ xem đó là lời khen. Nếu chúng ta bị chê, thì cứ ghi nhận đó là lời chê. Chúng ta không lấy đó làm vui hay buồn. Chúng ta trú vào ngay cái chỗ không vui không buồn đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy sự nguy hiểm trong tất cả những lời khen, tiếng chê đó. Chúng ta hiểu kết quả của chúng sẽ là ra sao. Chúng ta luôn ý thức không ngừng về sự nguy hiểm của cả lời khen lẫn tiếng chê. Thông thường, nếu tâm trạng của chúng ta tốt thì tâm cũng tốt theo. Chúng ta nhìn thấy chúng, tâm trạng và tâm là một. Nếu tâm trạng của chúng ta xấu thì tâm cũng thành xấu theo, và chúng ta không thích điều này. Sự thể là như vậy. Đây là sự thực hành không cân bằng.
Nếu chúng ta giữ sự liên tục không gián đoạn trong việc thực hành và việc ghi nhận của chúng ta, cho dẫu chỉ gói gọn trong phạm vi chỉ biết các tâm trạng của chúng ta mà thôi, và đồng thời biết rằng chúng ta đang bám níu vào các tâm trạng của chính mình, thì việc này đã là tốt hơn rồi. Đó là do chúng ta có sự tỉnh giác, chúng ta biết những gì đang xảy ra, nhưng chúng ta vẫn không thể buông bỏ. Chúng ta thấy mình bám níu vào tốt, xấu, và chúng ta biết điều đó. Chúng ta bám níu vào cái tốt và biết đây không phải là sự thực hành đúng, nhưng chúng ta vẫn không thể buông bỏ. Đến đây có thể nói là chúng ta đã đạt được tới mức 50% hoặc 70% yêu cầu của sự thực hành. Tuy vẫn chưa có được sự buông bỏ, nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta có thể buông bỏ, thì đó sẽ là con đường đưa tới sự bình an. Chúng ta tiếp tục thực hành như thế, ghi nhận một cách liên tục tất cả những gì chúng ta thích và không thích, khen và chê cùng với những hậu quả mang đến sự tai hại như nhau của chúng. Bất kể các trạng thái tâm có thể như thế nào, tâm vẫn liên tục ghi nhận theo cách này. Nhưng đối với người thế gian, khi họ bị khiển trách hay chỉ trích, họ thật sự khó chịu, được khen thì họ phấn khởi, họ nói rằng việc này tốt và thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nếu chúng ta biết được sự thật nơi những tâm trạng khác nhau của chúng ta, nếu chúng ta biết được hậu quả của việc bám níu vào lời khen và tiếng chê, biết được sự nguy hiểm của việc bám níu vào bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm với các tâm trạng của chính mình. Chúng ta sẽ hiểu rằng bám níu vào chúng thật sự gây đau khổ. Chúng ta nhìn thấy sự đau khổ này và chúng ta thấy rằng sự bám níu của chúng ta chính là nguyên nhân của khổ. Chúng ta bắt đầu thấy những hậu quả của sự nắm giữ và bám níu vào tốt và xấu, bởi vì chúng ta đã nắm giữ chúng và đã nhìn thấy các hậu quả của việc làm của chúng ta trước đó. Nó không đem lại hạnh phúc thật sự. Vì vậy, bây giờ chúng ta tìm cách để buông bỏ. Con đường đưa đến sự buông bỏ này nằm ở đâu? Trong Phật giáo chúng ta nói, đừng bám níu vào bất cứ thứ gì. Chúng ta chưa bao giờ ngừng nghe nói về điều này. Đừng bám níu vào bất cứ thứ gì. Câu nói này có nghĩa là nắm nhưng đừng bám níu. Giống như chiếc đèn pin này, chúng ta nghĩ cái gì đấy? Chúng ta nhặt nó lên, ồ, nó là một chiếc đèn pin, rồi chúng ta đặt nó trở lại chỗ cũ. Chúng ta nắm sự vật theo cách như vậy. Người dịch, chú thích. Để làm rõ cách ghi nhận mà không có sự bám níu trong đó, kính mời quý độc giả đọc tập Phật Từ Thuyết thuộc tiểu bộ bài kinh Bahiya 1.10 để tham khảo thêm. Đây là một bài kinh vô cùng quan trọng đối với những hành giả thực hành chánh niệm. Nếu chúng ta đã không nắm bất cứ điều gì cả, thì chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta không thể đi thiền hành hoặc làm bất cứ điều gì cả. Vì vậy, trước tiên hết, chúng ta phải nắm lấy mọi thứ trước đã. Nắm là muốn, đó là sự thật. Nhưng sau đó, nó sẽ dẫn đến ba la mật. Ví dụ, Đại Đức Yagaro người Úc là vị trụ trì thứ hai của Quát Ba Nanachat vào thời điểm bài pháp được thuyết. Đại Đức Yagaro đem đoàn của mình gồm các nhà sư và cư sĩ đến để gặp Ajahn Chah. Đại Đức Yagaro muốn đến đây, Quát Ba Bông. Sư ấy phải muốn trước tiên đã. Nếu sư ấy cảm thấy mình không muốn đến, sư ấy sẽ không đến. Bất cứ ai cũng vậy thôi. Họ đến đây vì muốn. Nhưng khi muốn sinh khởi, đừng bám níu vào nó. Và như vậy, các ông đến và rồi các ông sẽ ra về. Cái gì đây? Chúng ta nhặt nó lên, quan sát và ngắm nghía. Ồ, nó là một chiếc đèn pin. Và rồi chúng ta đặt nó xuống. Việc này được gọi là nắm nhưng không bám níu. Chúng ta buông bỏ. Chúng ta biết và sau đó chúng ta buông bỏ. Để đơn giản chúng ta có thể nói như thế này. Biết và rồi buông bỏ. Cứ tìm kiếm và buông bỏ. Cái này người ta nói là tốt, cái này họ nói là không tốt. Biết và rồi buông bỏ. Tốt và xấu chúng ta biết cả, nhưng chúng ta buông bỏ. Chúng ta không bám níu vào mọi thứ một cách xuẩn ngốc, nhưng chúng ta giữ chúng với trí tuệ. Thực hành trong tư thế này có thể có sự liên tục, và các ông cũng phải ghi nhận theo một cách liên tục như vậy. Hãy làm cho tâm biết một cách liên tục theo cách này. Hãy để trí tuệ sinh khởi. Khi tâm đã có trí tuệ thì còn gì khác ở đó nữa để mà tìm kiếm.
chúng ta nên phản tỉnh về những gì chúng ta đang làm ở đây. Chúng ta đang sống ở đây vì lý do gì? Chúng ta đang làm việc với mục đích gì đây? Sống trong thế gian, mọi người làm việc để được điều này hoặc điều nọ, nhưng các nhà sư thì dạy một cái gì đó sâu sắc hơn thế. Bất kể chúng ta làm việc gì, chúng ta không đòi hỏi sự đền đáp. Chúng ta làm việc không cầu mong được lợi. Người thế gian làm việc vì họ muốn điều này hay điều nọ, vì họ muốn đạt được thứ này hoặc thứ kia. Nhưng Đức Phật dạy, làm việc chỉ là làm việc thôi. Ngoài công việc ra, chúng ta không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Nếu các ông làm một điều gì đó cốt chỉ để nhận lại sự đền đáp, điều này sẽ gây đau khổ cho các ông. Cứ tự thử đi rồi biết. Các ông muốn làm cho tâm của mình an bình, vì vậy các ông ngồi xuống và cố gắng làm cho nó an bình. Chắc chắn các ông sẽ đau khổ. Cứ làm thử đi. Con đường của chúng ta thì vi tế hơn. Chúng ta làm và rồi buông bỏ. Làm và rồi buông bỏ. Hãy nhìn vị Bà La Môn tổ chức việc tế lễ. Ông ta có sự mong cầu trong tâm, vì vậy ông ta thực hiện nghi thức cúng tế. Tuy nhiên, việc làm của ông ta sẽ không giúp ông ta vượt qua khổ, vì ông ta đang hành động theo sự ham muốn. Ban đầu chúng ta thực hành với một sự ham muốn nào đó trong tâm. Chúng ta cứ tiếp tục thực hành và thực hành, nhưng chúng ta vẫn không đạt được điều mà chúng ta muốn. Vì vậy, chúng ta thực hành cho đến khi chúng ta đạt đến cái điểm nơi chúng ta thực hành mà không mong cầu gì cả. Chúng ta đang thực hành để buông bỏ. Đây là một điều gì đó chúng ta phải từng nhìn thấy cho chính mình, nó rất sâu sắc. Có lẽ chúng ta thực hành vì chúng ta muốn đi đến Niết Bàn. Nhưng ngay ở chỗ mong cầu đó chính là chướng ngại, và quý vị sẽ không tới được Niết Bàn đâu. Chúng ta muốn an bình là điều tự nhiên, nhưng điều này thật sự là không đúng. Chúng ta phải thực hành mà không muốn bất cứ điều gì cả. Nếu chúng ta không muốn bất cứ điều gì cả, thì chúng ta sẽ nhận được gì? Chúng ta sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì quý vị nhận được chỉ là nguyên nhân gây ra đau khổ. Vì vậy, chúng ta thực hành để không nhận được bất cứ điều gì cả. Điều này được gọi là làm cho tâm rỗng không. Nó rỗng không nhưng vẫn đang làm việc. Sự rỗng không là một cái gì đó mà người đời thường không hiểu. Nhưng những ai đạt đến trạng thái này chắc chắn sẽ nhìn thấy giá trị của việc biết được nó. Nó không phải là sự rỗng không do không có bất cứ thứ gì, mà là sự rỗng không ở bên trong những vật đang có mặt ở đây. Giống như chiếc đèn pin này. Chúng ta nên thấy chiếc đèn pin này là rỗng, vì đèn pin là một vật rỗng. Đó không phải là sự rỗng không do chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nó không phải là như vậy. Tất cả những người hiểu vấn đề như vậy là sai. Các ông phải hiểu sự rỗng không bên trong những món đồ đang có mặt ở đây. Những người vẫn còn đang thực hành vì ý nghĩ muốn đạt được một cái gì đó thì giống như các vị Bà La Môn. Những người thực hiện các nghi thức tế lễ để mong thành tựu một ước muốn nào đó. Giống như những người đến gặp tôi để xin được rắc nước thiên. Khi tôi hỏi họ, tại sao quý vị muốn thứ nước thiên này? Họ đáp, chúng còn muốn sống hạnh phúc, thoải mái và không có bệnh tật. Đó, họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua khổ bằng cách như vậy. Đường lối của thế gian là làm việc có lý do, làm việc để được đền đáp. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm việc mà không có bất kỳ ý nghĩ muốn đạt được một điều gì. Sống theo thế gian phải hiểu mọi sự về mặt nhân quả. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta vượt trên nhân, vượt qua quả, vượt trên sinh và vượt qua chết, vượt trên hạnh phúc và vượt qua đau khổ. Hãy suy nghĩ về điều đó. Không có chỗ để đường não. Loài người chúng ta sống trong một ngôi nhà. Để rời khỏi nhà và đi đến một nơi không có nhà, chúng ta không biết phải làm điều đó như thế nào, bởi vì chúng ta luôn luôn sống với sự trở thành, hữu, với sự bám níu. Nếu chúng ta không thể bám níu, chúng ta không biết phải làm gì. Vì vậy hầu hết mọi người không muốn đi đến Niết Bàn vì không có gì ở đó cả, không có gì hết. Hãy nhìn mái nhà và sàn nhà ở đây. Cực đoan bên trên là mái nhà, đó là một chỗ dựa. Cực đoan bên dưới là sàn nhà, và đó là một chỗ dựa khác. Ở đây, Ajahn Chah dí hai cực đoan của con đường
như mái nhà và sàn nhà. Nhưng cái khoảng trống giữa sàn và mái nhà thì không có chỗ nào để đứng cả. Người ta có thể đứng trên mái nhà hoặc đứng trên sàn nhà, nhưng không thể đứng trên khoảng không đó. Nơi nào không có chỗ dựa, nơi có sự rỗng không, và nói trắng ra thì Niết Bàn là sự rỗng không này. Mọi người nghe thấy điều này và họ có chút ngần ngại, họ không muốn đi. Họ sợ họ sẽ không còn thấy con cái hoặc người thân của họ nữa. Đây là lý do tại sao khi chúng ta chúc phúc cho các cư sĩ, chúng ta nói, chúc cho quý vị sống lâu, đẹp đẽ, an vui và khỏe mạnh. Lời chúc này khiến cho họ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tất cả đều nói lành thay, sadhu. Họ thích những điều này như vậy. Nhưng nếu các ông bắt đầu nói về sự rỗng không mà họ không muốn nó, có nghĩa là họ đang dính mắc vào một chỗ để dựa vào đó. Nhưng các ông có bao giờ thấy một người rất già mà lại có một làn da đẹp chưa? Các ông đã bao giờ nhìn thấy một người già mà lại rất khỏe mạnh hoặc rất hạnh phúc? Không. Nhưng khi chúng ta chúc sống lâu, sắc đẹp, ăn vui và sức mạnh, và tất cả họ đều thật sự hài lòng. Từng người một, ai cũng đều nói, sadhu. Điều này cũng giống như vị Bà La Môn làm lễ hiến tế để mong thành tựu được ước nguyện của mình. Trong việc thực hành của chúng ta không làm lễ hiến tế. Chúng ta không thực hành để được một thứ gì đó. Chúng ta không muốn bất cứ điều gì. Nếu chúng ta vẫn muốn một cái gì đó, thì cái gì đó vẫn còn ở đó. Chỉ cần làm cho tâm an bình thì việc thực hành đã là một sự lệ lạc rồi. Nhưng nếu tôi nói như vậy mà các ông không thấy thoải mái, đó là do các ông muốn được tiếp tục tái sinh. Vì vậy, tất cả các ông là những hành giả cư sĩ. Hãy nên gần gũi với các nhà sư để thấy sự thực hành của họ. Gần gũi với các nhà sư có nghĩa là gần gũi với Đức Phật, gần gũi với giáo pháp của Ngài. Đức Phật dạy Ananda, hãy thực hành cho nhiều, hãy dung bồi sự thực hành. Bất cứ ai thấy giáo pháp thì người ấy thấy ta, và bất cứ ai thấy ta, người đó thấy giáo pháp. Đức Phật ở đâu? Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Phật đã đến thế gian này và đã ra đi, nhưng Đức Phật là Dhamma, là sự thật. Một số người thích nói, ồ, nếu tôi được sinh vào thời Đức Phật, tôi sẽ đi đến Niết Bàn. Chỉ những người ngu mới nói như vậy, Đức Phật vẫn còn ở đây, Đức Phật chính là sự thật. Cho dẫu ai đó sinh ra hay chết đi, sự thật vẫn còn ở đây. Sự thật không bao giờ lìa xa thế gian này. Lúc nào nó cũng ở đó. Cho dù một vị Phật có sinh ra hay không, cho dù có người biết đến nó hay không, sự thật vẫn còn đó. Vì vậy chúng ta nên gần gũi với Đức Phật, chúng ta nên quay vào bên trong để tìm Dhamma. Khi chúng ta thấu hiểu Dhamma, chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật. Một khi thấy Dhamma, chúng ta sẽ thấy Đức Phật và tất cả mọi hoài nghi sẽ tan biến. Tôi xin đưa ra một sự so sánh, giống như trường hợp của thầy giáo Chu. Ban đầu, ông ta không phải là một giáo viên, ông ta chỉ là ông Chu. Khi ông học, thi và đạt các điểm số cần thiết, ông ta trở thành một giáo viên và trở thành thầy giáo Chu nổi tiếng. Ông ta đã trở thành thầy giáo như thế nào? Bằng cách học hỏi, nghiên cứu, những môn học theo quy định đã cho phép ông Chu trở thành giáo viên Chu. Khi thầy giáo Chu qua đời, giáo trình học để trở thành một giáo viên vẫn còn đó. Và bất cứ ai học hỏi, nghiên cứu nó sẽ trở thành một giáo viên. Giáo trình học để trở thành một giáo viên không biến đi đâu cả. Giống như sự thật, việc biết nó đã giúp cho Đức Phật trở thành một vị Phật. Vì vậy, Đức Phật vẫn còn ở đây. Bất cứ ai thực hành và thấy Pháp sẽ nhìn thấy Đức Phật. Ngày nay mọi người hoàn toàn hiểu sai lạc. Họ không biết Đức Phật ở đâu. Họ nói, nếu tôi sinh ra cùng thời với Đức Phật, tôi sẽ làm đệ tử của Ngài và sẽ giác ngộ. Đó chỉ là một sự xuẩn ngốc. Các ông nên hiểu điều này. Đừng đi mà nghĩ rằng, dịch theo văn nói của bản tiếng Anh, cuối bùa an cư là các ông sẽ xả y. Đừng nghĩ như thế, chỉ cần một tư tưởng xấu sinh khởi nơi tâm trong một khoảnh khắc là các ông có thể giết chết một ai đó. Tương tự như vậy, chỉ mất một giây để cái tốt lóe lên trong tâm và các ông đã có mặt ngay tại đó.
và cũng đừng nghĩ rằng các ông phải thọ giới một thời gian dài rồi sau đó mới có thể hành thiền. Sự thực hành đúng nằm ngay tại cái khoảnh khắc mà chúng ta tạo nghiệp cầm mặt. Trong chớp mắt, một tư tưởng xấu sinh khởi, và trước khi các ông biết điều đó, các ông đã tạo một cái nghiệp nặng nào đó rồi. Cũng tương tự như vậy, tất cả các đệ tử của Đức Phật đã thực hành trong một thời gian dài, nhưng cái thời điểm họ đạt được sự giác ngộ thì chỉ trong một sát na tâm. Vì vậy, đừng phóng dật, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt nhất. Hãy cố gắng để gần gũi với các nhà sư. Hãy quán chiếu sự vật và các hiện tượng, rồi quý vị sẽ hiểu về các nhà sư. À, nói vậy cũng đã đủ rồi phải không? Bây giờ cũng khá muộn rồi. Một số người đang buồn ngủ, và Đức Phật dạy rằng không nên giảng pháp cho những người đang buồn ngủ. Theo Joe Abidin, cho những người đang buồn ngủ. Theo Joe Abidin.